Rồi. Nhắn lại quân ngay luôn nha. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review lại chiếc xe của WeGay mới làm các bạn. Mới làm căng đét luôn nha. Mình sẽ review chi tiết từng món đồ trên xe và vô bao nhiêu tiền cho các bạn luôn nha. Đây là con xe các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ quay cho bạn coi từ trên dàn đầu đi xuống luôn nha. Dàn đầu thì một cái mão. Cái mão với hai con Titan G5. Cái mão là nhiêu tiền? 45.000. Mão 45.000. Hai con này con 35 hay 30? 35.000 con nha. Con G5 35.000. Mão thì 45. Một cặp ghi đông 2 khúc HMG. Cặp ghi đông này mua 200. Ghi đông này thì giá 200 các bạn. Mình sẽ review từng món rồi mình nói cái giá tiền từng món luôn nha, cho bạn tham khảo nha cho dễ. Một cặp tai hắn Sonsu. Cặp này nhiêu tiền? Mới là 90.000. 90.000 cặp Sonsu. Đó, và gắn hai con ốc G5. Sau này thì một cái tiêu một cái phuộc giữ lại của cái xe kia. Đây một con G5 nè. Mấy con này mới gắn các bạn. Và cặp gù dứ. Gù dứ này giá nhiêu? 80. Gù dứ này cặp 80.000 nha. Và xe được đi thay lại câm niền mới hết. Móc này thì gắn lại móc cũ. Công tắc tay ga bó vô này mới nè. Tay ga bó vô này giá nhiêu ạ? Này cặp này 180 các bạn, tay ga bó vô 180. Đây. 6 cái bình. 6 cái bình thì trong đó đắt mới luôn á, còn đắt tháng 2020 hết luôn á. À, mới phải không? Bình này còn khá mới bạn, nhưng mà trong đó có hình như có 1 2 cái bình mua mới luôn nha. 3 cái 1 2 3 cái 3 này mới. 3 cái bình này mua mới nha. Còn đắt tháng 2 tháng 3 luôn. Và một cặp phục Olin. Cặp phục Olin này mua giá nhiêu? 1.250.000. Cặp này là mua là 1.250.000 các bạn. Còn hai con ốc inox này á là 17.000 một con. Đây cặp này 17.000. Chống đổ hai hai cặp. 120 cặp nghe, hai cặp là 240. Mình quay từng món mình nói giá tiền từng món luôn, các bạn tham khảo luôn. Mua tua lỗi 8 cặp mua mới cũ. Mới luôn. Mới luôn giá nhiêu? 450 các bạn. Câm niền đi mới hết nha. Mua tua thì sơn lại. Yên, dây yên này lột lại bao nhiêu tiền ta? 130. Đó, thắng ít này nọ, thắng này được sơn lại nè. Sơn lại hay mới à? Thắng này sơn lại nha. Có một cái miếng màu miếng Olin màu tím nè các bạn. Cái miếng này giá nãy nhiêu? 70.000. Miếng này 70k nha, 70.000. Trang bị cũng khá được chơi nha. Phuộc nè. Rồi miếng này để trắng cho đẹp nè, màu tím. Còn cái cục bo là bo Honmi 3.1. Tiền gửi quá giá nhiêu? 500 đi, bố động 500 đi. Voi 500 các bạn. Chu Bình này có đồ gại nha, chạy là không sợ bị sức nè. Chu Bình màu, Chu Bình có sẵn hay mua? Mua luôn á. Nhiêu? Có mấy 30.000. 30.000 đi. Cho bạn. Danh sách quá tợ luôn á. 30 nha. Đó. Bình bọng đồ à. Trên xe thì còn vô những món lặt chặt nhỏ nhỏ nhiều đó bạn, nhưng mà mình review sơ sơ những cái món đồ mà nó quan trọng nhất thôi. Trên đây thì cắt ra chụp hai cái của cây phuộc xuống nè, hai cái nắp cây phuộc nè. Hạ ti luôn hả? Ờ, kết quả hạ ti nè, hành quả của hạ ti nè. Móp về luôn rồi. Hạ ti bị móp về rồi các bạn, đụng móp về nha. Xem bảo giấu đâu. Đó. Lỗi 8 cộng, lỗi này thì hiện tại bây giờ đang chạy zin. Để mình test cái lỗi chạy zin cho bạn coi thử. Ồ, khá là êm nha các bạn. Mình đem xe mình bảo gì giấu kìa. Cái lỗi các bạn coi khá đi nè, mình đã hết da thử nè. Đó. Chạy rất là êm luôn nha. Nhưng mà chạy với lỗ thì nó gịch nha các bạn. Chạy lỗ cái lúc mà lên ga nó êm, nó rất gịch nha. Nói chung là ok á. Đây là tổng thể con xe nè. Ken xà beng luôn. Hình như tầm cỡ 90% là đồ mới các bạn. 80-90% là đồ mới. Mình xin được tạm dừng kết thúc video tại đây các bạn. Các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ đăng ký kênh và cho mình một like để ủng hộ mình nha. Và chia sẻ video để
giúp kênh mình phát triển nha. Tạm biệt các bạn.